Linh kiện RC Test Flycam F11 Pro 4K của anh Hiếu ạ. Máy của anh Hiếu được anh báo là không phát wifi và camera không lên xuống ạ. Đây ạ, máy anh kết nối wifi bình thường anh nhé. Em sẽ bắt đầu tiến hành kết nối lại ạ. Đây là wifi của mình ạ. SGF Pro 141 B1C ạ. Máy kết nối wifi bình thường ạ. Máy truyền hình ảnh về ạ. Camera xuống ạ. Camera lên ạ. Em cho nên khởi động máy ạ. Máy anh truyền hình ảnh về tốt anh nhé. Đây ạ. Máy truyền hình ảnh về ổn định ạ. Máy của anh Hiếu bây giờ đã ổn rồi anh ạ. Vậy em xin gửi trả máy lại cho anh ạ.